Chưa thấy Ria đâu. Con tôm ở đâu ấy? Không thấy tôm ở đâu. Khả năng nó đang đi ăn cơm. À đây rồi. Ui, nó đánh nhau hết đấy. Anh đang cố rỉa máu của nó. Úi sợ ôi, nó đánh đau thế. Mạo mình bị náng nhỉ. Ôi, pha mít nãy giờ luôn ấy. Chị đang nằm chờ. Thằng em nghĩ gì cười. Em nghĩ đấy, em nghĩ vậy. Ô, đúng rồi, chị đang nằm chờ mà. Chết. Ria đánh hay đấy. Dạ. Bọn này nó rủ dê em. Bọn này nó cũng bảo như chị, như em bảo với chị là anh không ăn thì bọn em không ăn đâu. Rồi thế. Hay là bọn run gì đấy. Nhắc mình nhớ chưa thấy run năm nay. Nghe như là bọn run hàng kêu. An enemy has been slain.
Chứ không chị ạ. Nó phớt mấy giọt mà không đáng kể. Nó xuống lên à? Đùa chứ. Nó về trước rồi. Đừng. Đừng ngủ, chứ chúng ai thanh toán. Anh mít đi kìa. Không, nó mất ulti rồi. Ôi, xong để cho nó chống cự tí, rất đơn giản vậy. Dàn vặt cả địch trong đau đớn. Dỗi rồi kìa. Tao xua đâu rồi. Trời ơi. Ra không chị ạ, chị giao chứ không chị không nhớ. Có chuyện để gọi nó vào giữa buổi trưa nhỉ? Yeah. Không nghĩ là ông này ông tranh thủ buổi trưa đâu. Thì hãy nghĩ một cái gì đó nó âm mưu hơn ông này không? Thật mà. Anh có thế thôi, em thường nghĩ thế. Được, không chết à?
Cường ơi, em ra xử đá một nãy đi kìa. À, nó vào hết. Ôi, nhưng mà có thiếu đốt đau thật. Ăn được không? Thứ nhất để cho nó lên cao lên tí nữa đã. Thôi thôi đừng ganh. Thằng AD mình có lên đâu. À được. Không. Con đấy như là nhổ chúng là ấy lại. À. Thôi em cố gắng để cho chị thức đến lúc ông kia ông đến mà. Yeah, chỉ mặc quá khứ rồi. Mình đánh kinh vậy đấy. Tự nhiên nó ra mít đông vậy. Kẻ đi cũng đúc một bụi không nhỉ? Ông dòng còn đau thế. Em không có tầm nhìn. Chạy đi. Ấy nhỉ. Chết chắc.
Sởi nó oai chưa kìa. Nhìn nó oai chưa. Oai này, ôi trời. Rồi, được rồi. Sổ tha hồ mới giết được. Gần chết luôn. Đi khỏe nhỉ, nhổ phát là chết. Đã bị con kia nó đuổi như vịt vậy. Đấy, nhanh không? Súng được Tradition is the court of wisdom.
lưng kìa. Đâu? Shut down. Đánh hai phết. Em muốn là cái kinh này. Con này của em có 3 con tư đây ạ. Xuyên chết đi. Không xuyên được cái kia. Xiên lắm. Thế này nó xiên đấy. Ôi, anh em cứu đồng đội đi. Nó nửa. Mất cái ulti của anh luôn. Để đánh luôn. Không phải đâu, nó chém nhanh hơn. Hay là buồn liên tục nộp công rồi. Nhìn tức anh ách nhỉ.
chúng vẫn là chết. An enemy has been slain. Sai lầm. Sai lầm thế. Đấy là có cảnh hay này. Đấy, con cứ bắp này nó giết này. Chụp tới inbox. Anh nhìn nó bắn nhanh chứ. Hả? Con kia nó lên đầu tỷ. Anh ta được. Con này là đánh trộm mà. Cắn nó phát. Ôi, chết rồi. Đi được hai đường, mất đi luôn. Kìa, nó lên kìa. Hôn nó đi. Hai thằng nhảy vào hôn. Dạ, mình cửa này. Lướt. Anh cứ tưởng nó lướt rồi sang bên kia kìa. Chưa đủ chi. Vãi à. Chắc có anh thợ sửa khóa đấy này đấy. Để cho anh quả anh về hạ. Được cái đèn nó chụp đi. Chết kịp hiểu cái gì đang xảy ra. Gặp thằng nào đánh à? Cứ gặp là đánh. Giờ có đi sang một quái đâu. Thì thằng chửi hai thằng điên. Không kịp hiểu cái gì xảy ra. thằng bé đang nhặt đồ rơi để điểm nó đúng. Đúng ai thằng kia ăn hai rồi. Chờ miếng cho anh em.
đâu, nó đang đi cơ, nó đòi một khoản tiền lớn mà anh.